Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA, kênh YouTube chuyên chia sẻ cũng như giới thiệu các sản phẩm về máy móc chế biến thực phẩm. Thì video hôm nay Điện Máy AHA sẽ giới thiệu được các anh chị một chiếc nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn, loại 2 ngăn riêng biệt. Thì ưu điểm của chiếc nồi nấu phở này là chúng ta có thể dùng được vào đun nấu hai mục đích khác nhau, có thể là vừa nấu được phở bò và vẫn linh được xương, hoặc là vẫn vừa nấu được phở bò mà vẫn thể nấu được bún bò Huế, hay là chúng ta vẫn thể dùng để trần bánh, trần rau, vân vân. Tại vì sao? Vì là chiếc nồi nấu phở này sử dụng hai ngăn riêng biệt độc lập và sử dụng hai cụm điều khiển điện độc lập và cũng có hai vòi xả độc lập. Đây, các anh chị đang nhìn thấy đây là trên phía trước của chiếc nồi nấu phở này. Về trước tiên thì là về phần cấu tạo của chiếc nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn này thì cơ bản đều được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, loại tốt nhất của trong ngành thực phẩm bây giờ. Đây là inox xước anh chị nhá, inox xước và inox chống lóa. Đây là inox mà thực sự là được dùng rất là hữu ích và phổ biến trong ngành thực phẩm, đặc biệt là trong khu vực nhà bếp của các quán ăn, các nhà hàng. Phần thân trên được nồi thì là phần được thiết kế theo dạng hình tròn, tròn phần đáy, phần đế thì được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật. Chân thì dùng là 4 chân bằng chân ống hộp inox cũng 304 cũng cao cấp. Phần điều khiển điện thì là chị nhìn đây, điều khiển này có hai cụm điều khiển, cụm này là cụm cho ngăn bên tay trái và cụm bên phải này là điều khiển cho ngăn bên tay phải, bên phải. Phần có hai phần đèn báo xanh và đèn báo đỏ của hai ngăn khác nhau. Ngoài ra thì phần xả đáy để vệ sinh thì mỗi ngăn sử dụng một vòi thoát nước riêng biệt. Đấy, đây là một trong những cái ưu điểm rất nổi trội và được rất nhiều anh chị đang sử dụng và đánh giá rất cao về cái công năng của chiếc nồi nấu phở này. Còn phía tổng quan phía nồi của chiếc nồi nấu phở 60 lít này thì các nhìn đây, phần tay nắm thì vẫn là một tay nắm truyền thống của điện máy, được điện máy AHA thiết kế bằng những chiếc ống inox rất là cứng cáp và được hàn rất chặt vào phần thân nồi này, đảm bảo cho chúng ta là trong quá trình khiêng hay là vận chuyển là rất là dễ dàng vận chuyển và rất là sử dụng. Phần thân, phần nắp của nồi, anh chị nhìn đây, nắp nồi là vẫn là một dạng nắp được cải tiến từ những năm 2019-20, nắp dạng bán nguyệt, các chị nhìn đây, nắp dạng bán nguyệt nhá, mở ra mở vào thao tác rất dễ dàng. Đây, anh chị nhìn này, đấy. Đây, sau đây em sẽ mở nhấc những phần phụ kiện đi kèm trong một chiếc nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn đây, anh chị nhìn đây, đây là phần ngăn nhá, cái ngăn này được ngăn dọc theo cái nồi này. Thì là sẽ ngăn cố định, các chị lưu ý giúp em nhé, ngăn cố định và được hàn kín hết từ trên xuống dưới toàn bộ cái thân xung quanh của cái nồi này để đảm bảo là phần nước này hai bên không thể thông nhau được. Khi anh quá trình sử dụng thì chúng ta vẫn có thể một bên không sử dụng tắt đi vẫn được và một bên vẫn sử dụng bình thường, đấy là một ưu điểm rất lớn. Và ngăn bên phải ta vẫn có thể linh xương được và ngăn bên trái này vẫn thể đun nước dùng, hoặc hai ngăn, mỗi ngăn đun một loại nước dùng khác nhau, một bên có thể để nước dùng để ăn bún bò Huế, một bên có thể ăn phở bò. Đấy là, hay có thể một bên là vẫn linh xương và một bên thì vẫn dùng để trần bánh bình thường. Đấy là cái ưu điểm đặc trưng của rất nổi trội của chiếc nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn như này. Phần phụ kiện bên trong của nồi thì các chị nhìn đây, vẫn có giỏ xương bình thường, các chị nhá, lưu ý với em nhá, vẫn có giỏ bình xương bình thường và giỏ xương dạng bán nguyệt. Vẫn được, mặc dù bán nguyệt nhưng vẫn được điện máy AHA làm rất chắc chắn, các nhìn giúp em này. Đấy, tay nắm này rất cứng cáp, cầm rất cân đối, không có sự lỏng lẻo hay là rệu rạo, yếu đuối bị cong móc khi chúng ta nhấc lên này, anh chị nhìn này. Đây này, phần giỏ xương. Ngoài ra, phần dưới đáy của nồi vẫn có tâm chân đáy bình thường nhá, các chị nuôi xem này. Đây này, cái sản phẩm này rất đẹp. Vẫn tâm chân đáy. Tương tự như thế, ở ngăn bên phải chúng ta vẫn sẽ có chiếc giỏ đựng xương cũng dạng bán nguyệt, đây các chị nhìn giúp em này, đó, và vẫn là tầm chân đáy nữa. Còn đây các chị nhìn phía trong đáy nồi, đây phía trong đáy nồi của chiếc nồi nấu phở 60 lít này thì
thì là mỗi bên có một dụng một thanh điện trở độc lập riêng biệt nhau. Phần đáy nồi thì đều được hàn bưng kín rồi và có đầu thăm nhiệt để điều khiển nhiệt độ theo ý mong muốn, điều chỉnh to nhỏ nữa theo ý mong muốn của chúng ta. Và phần đáy nồi, sâu đáy nồi đây thì cũng có hai lỗ để kết nối với lại cái van xả bên ngoài để chúng ta có thể tiến hành vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi chúng ta sử dụng. Đấy. Đây là chiếc nồi nước phở đã được điện máy AHA cải tiến và nâng cấp lên từ những năm 2020 và 2021 này, thì đã được rất nhiều quý anh chị đón nhận và sự tin tưởng sử dụng rồi. Về lưu ý cách sử dụng thì em cũng chỉ lưu ý một chút cho anh chị là tuyệt đối là chúng ta phải đổ nước thì rồi chúng ta mới bật điện. Đấy là cái lưu ý đầu tiên cách sử dụng. Còn cách thức vệ sinh thì nó rất đơn giản thôi, thì là như những video trước em đã hướng dẫn rồi, thì chúng ta chỉ việc sau khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ xả van đáy đi và chúng ta thau rửa phía trong của nồi để đảm bảo cho những nồi lần nấu tiếp theo chúng ta sẽ có những mẻ linh xương hay những nồi nước dùng sạch sẽ và đúng tiêu chuẩn. Thì trên đây em đã giới thiệu với các anh chị một chiếc nồi nấu phở 60 lít 2 ngăn loại sử dụng inox cao cấp 304 đang được điện máy AHA phân phối khắp toàn quốc. Thì các anh chị có quan tâm đến sản phẩm thì cứ liên hệ về số hotline của điện máy AHA để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn các anh chị đã